Xin chào mọi người. Hôm nay tôi hướng dẫn anh em cái cách chích tự chích cún ở nhà. Thì dụng cụ gồm một cái ống kim. Thường thì mình sẽ chọn cái ống kim C để mình thao tác cho nó dễ. Đó. Kim 3C và cái vaccine được làm lạnh. Cái này tại vì mình mới lấy trong ngăn mát ra nên mình cứ tạm thời để trong đây, nhưng mà cái quan trọng nhất là luôn luôn phải bảo quản lạnh cho nó nhé quý vị. Vaccine thì nó có cái gồm nước cất và thuốc. Nước cất nó sẽ có hai màu khác nhau để anh em dễ phân biệt nhé. Đó, bây giờ mình sẽ tiến hành làm mẫu cho anh em ha. Bây giờ kim 3C thì bây giờ mua ở các cái tiệm thú y, chỗ nào cũng có ấy. Mua 3C về đấy, mình lột cái này ra để chích cho nó an toàn đấy. Thì anh em nhớ là khi bóc ra chúng ta nhấn nó vào cái để cho nó chắc, tránh cái trường hợp mình bơm thuốc vào rồi xong rồi mình bấm vào mình lỡ nó chẳng phải nó bục cái đầu này thì là bỏ hết một cái thuốc. Và thuốc thì sau khi chúng ta nhấn chặt vào, chúng ta đẩy khí lên và chúng ta sẽ lấy nước cất trước. Đây là nước cất thường là có màu trong, khi chưa có chích thì thường là màu trong, và khi pha thuốc vào nó sẽ tùy loại thuốc nó sẽ có cái màu nó sẽ khác nhau. Đây, hôm nay thì mình chích cái loại Hydradox 77 đó. Nhấn vào chúng ta nhấn đây thêm một cái nữa và chúng ta sẽ mở ra nước cất đầu tiên. Nước cất khi mà mở ra nó có nút cao su, chúng ta chích đấy. Anh em nhớ nhá, khi mà rút chúng ta phải rút hết nước, rút sạch nước thì cho vào dung dịch, rút sạch nước đấy. Ở đây chúng ta sẽ thấy có những cái vạch để mình biết là có nước còn hay hết. Rút sạch nước đó. Rồi, chúng ta rút sạch nước đó, thấy không? Rồi chúng ta thuốc đây, cái nắp màu trắng, bây giờ nắp màu xanh, xin lỗi. Tại vì mình cũng chả chuẩn bị kịch bản gì, có sao nói vậy thôi. Đó, chúng ta vẫn để hơi vậy cũng không sao, để cho và chúng ta đưa vào. Chúng ta tự chích mà, đấy, để nó tự đẩy vào và chúng ta lắc đều. Lắc đều nha anh em, phải lắc đều thuốc nha. Lắc đều thuốc, thấy chưa? Thấy chưa? Bây giờ cái nước bây giờ nó chuyển sang màu hồng. Đó, là sau khi pha nước cất và thuốc vào, và chúng ta nhớ là phải rút hết nha. Nên rút hết nha. Rút hết. Ở đây nó có cái rãnh đây. Cái rãnh chỗ này là mình dễ biết là nước còn hết. Rút hết. Và nói thêm là thời điểm nào để chích chó ấy, thông thường thì cá nhân mình ấy thì mình 30 ngày thì mình sổ giun, mình chờ nó là khoảng được 6 tuần là mình mới chích, khoảng 40-42 ngày là mình chích. Có một số anh em thì chích sớm hơn, nhưng mình thì cứ theo cái hướng dẫn của chích. Rút ra hết. Đấy, sau khi ta hút hết, chúng ta kéo lên xuống và cho cái bọt khí nó lên, cho nó bọt khí nó ra. Nó khi nó đẩy cái kim ra được vài giọt cũng không sao. Đó, rồi chúng ta bắt cún. Nói về cún thì anh em lưu ý con cún của mình nó phải được sổ giun và hoàn toàn khỏe mạnh để kiểm tra. Cún nó khỏe mạnh nên chúng ta thường là kiểm tra cái đầu mũi như thế này. Đầu mũi cún đây nó không quá khô mà nó cũng không quá nhiều nước nó chảy ra. Cún khỏe mạnh. Chích thì vị trí chích thì mình có hai vị trí, chích ở trên gáy hoặc là chích ở dưới cái lườn hông này đấy. Thường thì mình chích ở lườn hông, nếu mà có người giữ chích lườn hông, nếu mà không có người giữ thì mình chích bằng mũi chích, mình nghiêng xéo
45 độ thôi thằng. Một mình thì chắc hơi khó chích, nhưng mà nhớ chích là phải chích qua da, qua lớp bù vì nhá. Và kéo cái da nó lên. Yên con. Một mình thì thao tác nó hơi khó chút. Nếu có hai người thì tuyệt hơn. Yên. Nhớ phải chích qua da nha. Chích từ từ. Rồi, sau khi chích chúng ta phải xoa. Xoa nhẹ thôi. Đó. Vậy là chúng ta chích được một con. Còn một số người thì vệ sinh hơn thì có thể sử dụng cái cồn 90 á, người ta xoa mỗi lần chích thì nó hay hơn. Ở đây mình không chuẩn bị sẵn. Đấy. À, chích xong là nhớ là anh em nhớ là không có cho nó tắm nhá. Tại vì thật sự ra cái kháng sinh á, theo mình biết ấy, nó là một cái những con virus mà nó làm ở cái thể trạng yếu, khi mà nó chích vào trong cơ thể con chó sẽ nó hơi mệt đấy. Thì tuy nhiên chính vì cái thể yếu thì con chó khỏe mạnh nó sẽ tự tăng kháng thể và nó chống đỡ lại những cái con virus đấy nhá. Còn đây con chó này là khoảng được 42 ngày tuổi đấy. Đấy, rồi tiếp tục mình làm những con khác. Khi chúng ta chích xong, chúng ta nên để riêng ra, tránh cái tình trạng bị nhầm. Chích một cái nước cất vào hai cái nước thuốc thì nó tăng cái liều gấp đôi. Thì khi mà chích vào con chó thì con nhiều rất là nguy hiểm. Có những con chó có khả năng là cũng bị bệnh hoặc là chết luôn đấy. Thì anh em lưu ý, khi chúng ta đã chích xong cái nào thì chúng ta bỏ riêng cái đấy riêng ra, không để được lẫn lộn nha. Cái này là mình khuyên chân thành và cũng đã có người đã từng bị làm cái chuyện này. Nhớ chích xong thì chúng ta để riêng ra là những cái nào chích rồi và những cái nào chưa chích nhá. Nhớ cực kỳ quan trọng đấy. Bây giờ mình làm tiếp con thứ hai nhá. Đấy. Lấy vaccine ra. Vaccine thì mình lấy nước cắt trước. Rút ra. Xong. Mình lấy thuốc. Thuốc khác. Nhớ nha, trong quá trình chích là nhiều anh em hay bị lộn ấy. Cái này là cực kỳ lưu ý nha, chích xong là phải để riêng ra ngay. Đó. Chúng ta lắc lên, chúng ta hút thuốc ra. Khi chúng ta làm quen thì cái thao tác nó cũng khá là nhanh. Thì sản phẩm về cái thuốc này thì trên thị trường thì có nhiều loại lắm. 5 bịch, 7 bịch, V-Bac, Hipradoc, thuốc của Mỹ nhiều loại lắm. Anh em cũng nghiên cứu đi loại nào được. Đấy, chúng ta vẫn còn ha, chúng ta cố gắng rút nó hết đi ha, đừng để nó lưu lại ha. Đây, đem một chú cún mới nữa đây. Đấy. Chú này thì các bạn ha, thấy cái mũi nó rất là bóng ha, nó không có chảy nước nhiều ha. Đó. Nhìn các bạn có thể kiểm tra cái thân nhiệt nó ở đây hoặc là dùng nhiệt kế cũng được. Còn theo mình thì làm quen này mình kiểm tra nhiệt, nếu mà nóng hoặc là nóng quá thì nó bị sốt. Còn nếu mà nhìn nó hơi ấm ấm thì là ok rồi. Không sao. Nhìn nó ăn uống khỏe mạnh là được ha. Đấy. Thế các bác các bạn cứ làm vậy. Chích thì trên đây hoặc đây, nhớ là phải chích qua da nhé, đừng để nó nằm giữa cái lớp biểu bì nhé, chích qua lớp biểu bì luôn, vô trong luôn, như nằm giữa là nó bị áp xe đấy, chó bị áp xe chích là nhiều khi mình mang bác sĩ chuyên nghiệp, nhiều khi chích vội vàng cũng bị áp xe nữa chứ không phải là dân
dân chuyên nghiệp hay dân amateur đấy nha, chỉ lưu ý đó thôi bạn. Đó, khi mà các bạn chích xong là nhớ là không nên tắm cho chó trong vòng 3 ngày nhé. Đấy, môi trường khô ráo sạch sẽ là được nhé. Đấy, đấy. Con chó nó khỏe mạnh thì mình yên tâm hơn ha. Đấy. Đây, con chó Phú Quốc con nhà mình đổ ra đây. Đấy. Đấy. Đây. Kiểm bụi bóng ha. Không có quá nhiều nước ha. Đấy. Chó khỏe mà ăn uống tốt. Cơ thể ấm, không nóng quá nóng nha, không bị sốt nha. Đấy. Thì ta đưa chích thôi. Chích ở cổ hơi khó thì giờ mình làm cái chích đây ha. Qua lớp biểu bì. Đấy, sau khi chích xong. Đây, thấy u không? Xóa đó. Mình xoa cho nó tránh bị hiện tượng áp xe ha, nhẹ nhẹ thôi đó. Lưu ý không nên tắm trong vòng 3 ngày sau khi chích. Lưu ý là ống kim trước khi chích là phải gắn cho nó chắc vào. Lưu ý là không, tuyệt đối không được dùng một chai nước cất bơm lộn vào trong hai chai thuốc rồi bơm vào chó như vậy, như rất là nguy hiểm nha quý vị. Rồi, xin cảm ơn mọi người, chúc mọi người một ngày vui vẻ. Hy vọng là cái clip này cũng giúp cho anh em nào không có thể mang ra bác sĩ chích được thì tự nhà mình chích, nhưng mà cái quan trọng nhất là anh em là cái nguồn vaccine ấy nó phải được bảo quản kỳ tốt, nó không có được để ra ngoài lâu, luôn luôn là trong môi trường lạnh nha, kể cả trong khâu vận chuyển bệnh cực kỳ quan trọng. Khi mà mình tiêm vaccine mà mình cảm thấy nó không được bảo vệ trong cái môi trường lạnh thì tuyệt đối không nên chích con chó, có khả năng là cái vaccine nó bị hỏng hoặc nó không có tác dụng đó, tuyệt đối nhé. Phải lựa chọn những cái nơi cung cấp nguồn vaccine uy tín được bảo quản tốt nha. Rồi, chúc anh em có những chú cún xinh đẹp và khỏe mạnh nha. Xin chào mọi người. Nếu mọi người thích thì cho một like và chia sẻ với mọi người nhé. Xin cảm ơn. Hà Vũ xin cảm ơn.